If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head under my bed. Rồi, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Tuấn Ông Lazada. Và cũng như đã hứa từ rất lâu rồi, khi mình làm một cái series về những ổ điện liên quan này, về series về sửa chữa và độ cho những ổ điện liên quan này, thì mình có thấy rất nhiều bác các bác là nói về ổ liên quan xịn hay ổ liên quan đều. Nhiều người sẽ có khái niệm khác nhau về những ổ điện liên quan này. Ổ điện, tất nhiên mình nói ổ điện liên quan nói riêng hay là ổ điện nói chung, thì ngày nay mình sẽ chia sẻ với những cái ổ điện liên quan trong nhà mình thì theo mình cái nào xịn và cái nào là đều nhá. Thì đầu tiên thì để định danh sản phẩm thì liên quan là một thương hiệu rất là lâu đời rồi. Liên quan là ngày xưa là Linh cái gì ấy, không nhớ lắm đâu. Nhưng mà từ hồi bé của mình đã có liên quan rồi, từ thời mà dùng là gì nhỉ, điện là mình dùng súp tơ để kéo điện cho nó khỏe ấy. Rồi đến những chiếc ổ áp liên quan này mình cũng nói không sai, mình có ngày một con ổ áp liên quan cả đó. Thì theo mình đánh giá ở Việt Nam thì ngoài tiểu điện liên quan là một trong những thương hiệu Việt Nam lâu đời và uy tín. Tất nhiên thì ngày nay thì nó có thêm cả điện quang rồi có thêm của nhiều loại nữa, và mình thấy phổ biến thì vẫn là ổ điện liên quan. Nhưng theo mình thấy bây giờ ấy, xịn thì có điện quang xịn thôi, chứ liên quan rồi thì thực sự thì nó cũng tệ rồi. Tuy nhiên thì có những kiểu điện liên quan rất là xịn, mình sẽ chia sẻ những cái này. Rồi không lung tung nói chuyện nữa, mình sẽ đến luôn. Đây là những kiểu điện liên quan mình đang dùng trong nhà mình, và mình chia đều từ loại đều, ít đều hơn bình thường, khá một chút, hơi xịn, rồi có thể xịn, xịn, rất xịn và siêu xịn. Đó, cho nên mình là mình sẽ đi từ giải này. Rồi đầu tiên đến với ông đều nhất đi. Cái ổ điều thì là cái ổ này mình cũng chẳng biết giá đâu nhỉ. Thì theo mình cái đều nhất hiện nay là chính là ổ này. Nó ghi là liên quan nhưng mà sau mình thấy cả tiếng Trung Quốc. Và đây là công ty Nhật Linh này, made in Việt Nam. Thì cái ổ này thực sự là rất là tệ. Nó như một cái ổ thiếu an toàn các tính năng an toàn. Thì tất nhiên là trên thị trường thì ổ này cũng bán rất là nhiều. Các bạn chỉ cần lấy điện thôi, không cần dùng gì cả thì ổ này vẫn dùng được. Nhưng mà nó lấy điện nó cũng khó nhỉ, vì cái lỗ của nó này. Nó thiết cái lỗ này, tức là mình sẽ cắm được cả cái lỗ cái đầu dẹt và đầu tròn. Thì ra thị trường nó sẽ có cái đầu này, đầu tròn này, và đây cái đầu dẹt này. Đầu dẹt này, đầu dẹt có ba lỗ rồi kìa. Ông cứ tạo đường dẹt chứ, đường dẹt ba lỗ đó và đường tròn như này. Thì đây này, nó cắm ổ này mình đặc biệt mình cắm nó không bao giờ nó thấy nó ngập hết này, nó cắm nó cứ phập phập như này, nó cứ bị hở như này, cắm vào gì nó cũng bị hở ra như này đấy. Có cái thì ấn mạnh thì được, có cái thì nó cứ khơi khơi như này, và đa số nó khơi khơi như này đó. Ấn mạnh này phải ấn rất mạnh nhưng mà rút ra rất là lực. Và con này thì nó có một cái điểm rất xì là nó không biết là có điện hay không, nó nhẽ ra nó phải có một cái hạt báo nguồn ở đây, nhưng mà ổ này nó lực kinh dị luôn. Có một số ổ nó có cái led này, này nhưng mà không hiểu đi hoa của nhà vị của gì ấy. Nhưng mà thằng này nó còn không có cái đèn báo nguồn. Và đây mình sẽ mở bên trong các bạn xem chất lượng nó như nào. Mình sẽ bên xem trong chất lượng. Mình đánh giá đây là ổ rất. Đầu tiên là nó rất khó cắm. Thứ hai là nó không có cái đèn báo nguồn. Và một cái thứ ba nữa, nó rất kém là nó không có công tắc. Chạy mình muốn thử thiết bị ấy, thì mình sẽ phải rút. Và rút là mình sẽ phải đi lần đầu dây, mất rất mất thời gian. Chạy muốn tắt một thiết bị ấy, là phải đi lần đầu dây. Bây giờ sẽ xem nội thất bên trong của nó. Cái thu này sẽ khá là dài nhưng mình sẽ dùng hết. Đây, bên trong của nó này. Nó chỉ là hai cái ổ điện đấu song song nhau thôi. Và thanh đồng thì rất mỏng. Đồng này chắc không phải 5 ly trước kia. Cũng siêu mỏng luôn. Nó vẫn phải tăng. Và cái hạt của nó là hạt nhựa nhá. Cái hạt nó cắm hạt nhựa và bên trong này nó có các cái khiến đồng này. Thì cái này sửa thì trông thấy là khá là dễ sửa. Và sửa này nhá, lưu ý mọi người không tháo được cái cả cái này ra đâu, mà mình sẽ phải hút cái thiết này ra, xoay lại và ẩn cái thanh đồng. Nó có hai cái nan đồng này. Thì những cái mà trường hợp bị khó cắm ấy thì mình nắn cái nan đồng cho nó sát vào, nó khép vào. Những cái nan đồng ở giữa thì nó cắm rất là khó nhá. Đó. Nó phải là sát vào như này thì cắm mới dễ này, chứ còn nó toè ra là mình cắm là mình nó sẽ không vào gen nhé. Nó cắm nó chạm đây thì sao ăn được. Rồi, mình đánh giá là ổ này rất xì đa, thanh đồng mỏng, không có tính năng gì, không có cái thiết bị bảo vệ quá tải hay gì cả, chống giật cũng có. Đều nhất nhá, rồi lắp vào. Rồi và thêm một cái điểm nữa của dây của nó. Thì dây của liên hoa thường họ sẽ làm cái dây đôi như này, cái dây này nhưng mà dây mình thấy khá là cứng nhá. Dây của nó cứng ấy. Những cái chai nó rất là cứng, không có độ mềm dẻo. Và cái dây này để quấn vào gì? Để quấn kiểu nó như mỏng lại rất khó quấn, dây nó rất là cứng luôn. Và cái dây này mình cũng không biết là bao mét. Cái này thì nó chỉ ghi trong số là 100W 5200V, còn 3TC không biết có được 3 mét thôi, mà ổ này chắc không được 3 mét đâu, 3TC. Ok. Rồi, đến cái thằng ổ thứ hai. Ổ ít đều hơn. Thì thằng này với thằng này thì mình thấy nó cũng giống nhau. Và cái chức của nó sao cũng giống nhau luôn, y hệt. Thằng này cũng 3TC, 1500A. Thì cái thằng này, cái bản mình dùng ấy thì mình thấy nó hơi khác là cái dây của nó mềm hơn nhá. Thằng này dây của nó cũng là bản là dây mềm. Vẫn là đồng như hơn, dây nó mềm hơn. Và cái bản này thì dây nó dài, nó phải 5 mét đi mọi người. Nó thằng bó như này. Mặt giống nhau nhưng mà khác hẳn nhau này. Thằng này dây thì nó cứng như này, thằng này thì dây mềm quấn được, chẳng biết được. Thằng này mình sẽ tháo ra xem bên trong là cái sợi đồng của nó sẽ như nào nhá. Quan trọng xem. Thằng này thì nó dùng cái mặt cắm giống thằng kia, nên là sẽ có cái điểm chung giống nhau, và cắm nó sẽ rất là khó, ấn rất mạnh nó vào, và tháo thì cũng rất là khó. Và cái nhược điểm của nó là không cắm được những cái ổ ba chân, ví dụ như ổ này. Ổ này thì chịu chết cắm nào đâu, những ổ có tiếp điện nó sẽ không có. Nào sẽ ông này nó thắt này. Thằng này thì cũng y thằng kia thôi. Cũng sợi dây đồng siêu bé. Đó. Chúng ta nhìn ra nước thì xem cái này của nó mềm này. Hai dây cùng một màu trắng luôn. Chúng ta mình đoán chắc là gì. Thông số thì y nào. Vậy lắp vào nhá. Không có gì khác bỏ. Và đây ra chỗ này nó cũng chắc đốc, nó chắc bay rồi. Rồi sang ông thứ 3. Nhưng mà đây ra là ổ đều nhá. Đều bình thường. Thì con này nó sẽ hơn hai cái model này. Là nó sẽ có thêm cái công tắc và đèn báo nguồn. Cái này cũng coi như một cuộc mạng đi. Và dây của nó thì mình thấy là cũng đặt là dây cũng mềm. Cái loại này của nó là loại 3S nhá. Và thì theo ở đây ghi là con này chịu tải 10A. Còn thằng này chịu tải 5A thôi. 10A. Đó. Nó là 3S. Con này nó có hai phiên bản sao? Một cái là 3S, một cái là 3TS. Thì cái thằng này nó thêm được mỗi cái là có cái công tắc độ không có gì, mình sẽ bung luôn. Xem bên trong có khác bằng không.
Thì dây thằng này thì mình đoán là giống thằng đầu, nó chỉ tầm khoảng 1m, 2m gì đấy. Thằng này dây rất là dài. Anh gì đấy? Mình vẫn đánh giá ổ đều nhá. Tại vì nó giống mặt nhựa rất khó cắm luôn. Và tất cả những mặt hai mặt nhựa hai lỗ như này mình đều đánh giá là ổ đều hết. Cắm rất khó và đánh rất là mỏng. Đấy, bên trong này. Cái ổ này mình sửa rồi, thành ra nó có cái vết keo nến nha mọi người. Ổ này là ổ mình sửa đấy. Thì nó cũng dây bên trong rất là mềm luôn này, cái vỏ ngoài nó cứng thôi. Và chạy đồng thì nó cũng như vậy, không khác gì. Thì là mỗi cái công tắc ba chân này. Và thường là cái ổ kia mình sẽ độ sang ổ này ạ. Mình lắp thêm một công tắc KCD3, nó sẽ thành ổ này nhá. Rồi tiếp theo đi sang M4. M4 này thì nó cũng có một cái sự khác biệt nho nhỏ, đó là cái ổ này thì mình thấy nó là ổ phi 5 rồi. Mọi người thấy không? Lỗ nó to hơn. Còn cái thằng ổ này là phi 4 này, đây là phi 5. Thì cái lỗ này khả năng là sẽ dễ cắm hơn nhá. Và cái công tắc của nó thì nó có một cái giờ để che như này. Và nó cũng công tắc, nó cũng chỉ có thêm công tắc và lỗ to hơn. Và dây mình thấy là dây khá là mềm. Thì mã của thằng này nó là 4S. 4S tức là 4 slot, tức là nó sẽ có 4 khoang cắm, 1, 2, 3, 4. 3S thì nó sẽ có 3 khoang cắm nhá mọi người. Thì cái bản 4S này thì nó sẽ chịu được, cũng nó chịu được cao hơn là 6A. Còn lại TS là 6A, còn lại mà 4S thường thì chịu được 10A. Cái ổ này cũng là ổ mình sửa rồi. Bung ra. Thằng này nhìn thì có vẻ xịn hơn một chút. Thứ nhất là lỗ nó to hơn, phi 5. Đây à. Xem mà nó 6A thì mình đoán chắc là dây đồng sẽ to hơn tí anh ạ. Rồi xem nào. Ừ, dây đồng to hơn một chút anh ạ. Dây đồng to hơn thằng kia một chút. Thế sao nó vẫn còn kéo đến đây. Và thằng này thì nó cũng không có gì bảo vệ đâu. Nó chỉ có thêm công tắc KCD3 thôi, cũng không có vẹo gì. Dây đồng to hơn một chút. Lỗ thì chắc là giống nhau đấy. Nó khi phi 4 theo mình đoán thì khi phi 4 ở đây tức là nó báo về cái dây đồng của nó. Mình sẽ cắm thử này. Thằng này sẽ cắm hơn mà. Này vẫn bị này, vẫn không vào hết này. Cái phi đây chắc mình nói là phi đồng thôi, chứ cái lỗ thì giống nhau mà khác gì đâu. Lỗ thì cùng một kiểu. Quan trọng là cái diện đồng của nó sẽ to hơn. Ok. Con này thì mình giá là bớt đều hơn. Bớt đều hơn thôi. Rồi tiếp theo mình đến với cái ổ này. Là họ thứ 1, 2, 3, 4, 5. Em số 5. Em này thì có một sự khác biệt hoàn toàn. Là cái dây điện của nó đã dùng sang loại dây tròn. Và mặt của nó thì nó cũng đã có là hai dạng, một loại là phi 4, một loại là cắm được loại 3 chân. Và con này hình như là nó có cả dây bảo vệ nữa đây. Thì mình thấy cái ổ này là ổ tạm được. Cái mã này của nó là 30DN3S, chịu tải đấy là 10A. Thì thằng này mình thấy là tương đối ổn. Tương đối ổn, có công tắc, có dây le, có cắm hai chân và có cắm ba chân. Ổ này thì dùng đại trà này. Và thằng này mình thấy có một đặc điểm, đó là khung mình dùng ấy chẳng có liên hoan gì ấy, ấy. Thì cái ổ này nó rất hay bị nhảy nhá. Cắm vết từ thôi là cắm hai vết từ thôi nó sẽ nhảy. Còn các bạn cắm một vết từ thì không sang, mà cắm hai vết từ thì ổ này nó quang. Nó sẽ bị nhảy liên tục, các bạn sẽ phải giữ ổ này. Cái ổ này thì phù hợp các bạn cắm một thiết bị làm việc. Đây mình sang đây nó, nội thất. Thì nó thêm một cái cầu chì bảo vệ này. Vẫn dùng hệ công tắc là 3 chân. Hệ công tắc 3 chân. Một chân ở cái này, cái chân nó sẽ nối vào cái cầu chì này bảo vệ. Đây là cái loại này. Nó gãy này. Ổ này nó bung ở những cái mối đồng này. Ổ này mình cũng đã sửa rất là nhiều lần rồi. Cái ổ này thì nghĩa là tạm dùng được. Tí mình sẽ đánh giá cái gì nó, còn đây nội thất bên trong. Những cái lỗ này nó sẽ chịu đến 12 mọi người. Còn dây đồng ấy, mình thấy dây đồng nó cũng là dây đồng phi 4 thôi, không to hơn đâu. Dây đồng cũng siêu mỏng luôn. Thì tất nhiên là nó sẽ theo mức tải. Cái nào tải to thì dây đồng to, còn nó bình thường nó sẽ dây như này thôi. 10A đấy nhỉ. Mình nghĩ cái này nó chả chịu 10A đâu. À nhưng 10A nó chia nhỏ ra. Nó chia thành chỗ này là 6 ô thì nó sẽ bất nhiệt đi nào. Đó. Ok. Để lắp vào lại. Con này thì dây nó cũng là tương đối. Con này thì dây tương đối. Và cái dây này của nó thì rất là thích nhá. Dây nó cũng độ đàn hồi co giãn nên là quấn vào là làm gì thì nó cũng rất là tiện. Đây đi qua. Ủa này mình sẽ dùng được. Bộ này như là cũng khá đấy, tầm 120 của này sao. Đó, rồi. Và cái hàng dưới này mình đánh giá chung là ổ kém nhá. Kém. Bớt kém hơn là ổ đấy bình thường này. Cái này bình thường. Hàng trên là mình sẽ giới thiệu về những ổ mà mình đánh giá là tốt, nhưng mà nó là thuộc những cái hệ đời cũ rồi. Đó. Ngoài ra mình có một ổ này, nó sạc xanh ở giữa hai cái này. Ổ này thì nó không phải là hệ hoa. Ổ này là ổ Shimano. Đó. Ổ Shino. Shino là cái ổ Shino là cái thương hiệu công tắc rất là nổi tiếng rồi. Thì đây là một cái ổ Shino. Đó. Cái này cũng là mình sẽ đánh giá riêng. Ổ này mình đang dùng. Cái này ổ mình dùng cho mẹ chuyên máy khoan, máy cắt mình sẽ dùng ổ này. Vì nó chịu tải cao, nó chịu tải đến 10A và nó full là full 8 lỗ, 3 chân, có công tắc, có cả lắp cơ le và dây tròn, nhưng mà cái đặc điểm nó lại dùng cái lắp này nhỉ? Nó có tiếp điện, nó có tiếp điện nhá. Cái này thì không bẻ nhá, tại vì trong trường hợp mình muốn dùng ấy, thì mình sẽ khám phá riêng ở đây. Nó không trong hệ UI thì mình cứ xếp ở đây. Ok rồi, đây anh em ở UI thì có 3 ổ mình nhớ xịn là ổ hàng trên này xịn. Tại vì sao? Thì ổ này chắc là lâu đời rồi, mình cũng chả ổ này mình không mua nhá, nhà mình tự khi nó có rồi chả biết. Thì 3 ổ này thì nó đều là ổ lỗ 3 nhá, và đều có công tắc, có cầu chì. Ổ này nó có cầu chì, con này không có cầu chì à? Con này có cầu chì không? Con này cũng không có cầu chì. Con nhỏ này mình thì có cầu chì này. Đó. Giờ mình sẽ bung ba cái này cho xem mọi người xem nhá. Đầu tiên là cái con này đi. Con này thì bằng sắt. Lỗ ba. Ui, bây giờ mà kiếm được ổ UA bằng sắt thì rất là hiếm luôn đấy. Đây bằng sắt này. Nó nhìn nó như cái chân lưu ấy chưa mọi người ạ. Cái loại này nó mã là 3DN thăng 3 UA này, nó in rồi. Chứ những cái này giờ nó in này, nó chỉ in nhựa thôi. Đấy, có cái ổ xịn rất là. Nó khác hẳn chưa? Đây, nhìn nó khác hẳn. Nhựa in nó in này mà. Lỗ chỉ lỗ 3. Đã là lỗ 3 thì cắm được tất cả các loại. Này, cắm này. Cắm ổ này nó xịn, nó sẽ bảo hết này.
không kiểu cắn kiểu giàn rách đâu nhá. Đó. Có công tắc, có cầu chì bằng sắt rất chất. Bây giờ thông số thì nó mờ rồi, giờ mình sẽ tháo ra xem. Con này ổ xịn ở ngoài nó như này. Ông thì rất nhiều rồi. Làm gì có ổ lưu xịn đây, ổ lưu xịn đây vẫn có nhá, vẫn có. Mình có hình như là có ba ổ thôi. Mình để trong phòng làm việc và lên cơ sở một. Chỗ mình thì không dùng ổ sắt này, mình dùng ổ Xiaomi đây. Này, nhìn nó như chấn lưu chắc cực kỳ luôn. Ngoài ổ sắt, dây đồng thì dây đồng của nó cũng bé thôi, không to lắm đâu. Dây này, các bạn định dập dây cũng chắc chắc thôi. Hơi bị gập này. Đây, cũng có một em cầu chì ấn như này, nó giống cái ổ này, nó có cái cầu chì ấn như này. Cái đồng đây, cái đồng này cũng chẳng biết là phim mấy nhưng cũng mỏng luôn. Mặt trong này thì cũng bằng nhựa mọi người ạ. Nhưng mà nhựa này có đặc tính là tháo ra sửa rất dễ nhá, mình chỉ cần vặn ốc này ra này, tháo ra là sửa được. Chứ còn những cái con này phải cậy rất khó. Đó, đây là một ổ xịn. Chỉ có vỏ sắt, cái chữ đen, nhìn nó chắc chắn hơn thôi. Dây đồng này, vặn phê mát này, đó, dây tiết điện. Đó. Đấy, nó đi vào cái cầu chì này. Đây nó có một miếng này gọi là miếng chống cháy này. Ổ này mình không biết từ đời đâu luôn. Cũng rất lâu rồi này. Nhưng mà nó là một ổ xịn. Đó, các bạn nhá. Chắc nặng cầm cái này phải cầm đi. Nó rất nặng, cầm rất là sướng luôn. Cắm thì thôi rồi, cái đạn cắm được, rất tiện. Cầm đâm. Dây của nó thì cũng không phải dây tròn đâu, mà là dây dạng bẹt bẹt như này. Ở dây nó mềm nhá, mềm chứ không cứng nhắc như cái đầu tiên. Ốc của nó nhìn cũng khác này, rồi sẽ lắp vào nhá. Mình đánh giá cái này là ngon này. Rồi, sang hai ổ xịn nữa. Thì thằng này cũng phun sắt. Và cũng có ổ này trước mình sửa nhà mình có dính vết sơn. Dây thì cũng là dây tre thôi, không phải dây tròn. Nhưng mà nó là phun sắt. Chắc chắn luôn. Thằng này con này thì nó không có cầu chì anh em ạ. Nó không có cầu chì nhưng mình thấy nó là cái ưu điểm nhá. Tại vì sao? Tại vì nếu mà mình cắm lẩu mà cắm hai nồi có cầu chì chắc nó sẽ nhảy. Nhưng mà cái thằng này không cầu chì mình nghĩ rằng cắm tải bao ngon luôn. Cầm rất chắc và nó có là 6 lỗ và đều là lỗ 3. Cắm thì đủ. Cực kỳ dễ luôn. Không có công tắc đóng ở đây. Nó có cầu chì đây. Đây bảo xịn mà không có cầu chì thì điều máy nó có nhân bên hông này. Nó nhỏ tí này mà mình không để ý. Xịn nó phải có cầu chì. Thằng này à thằng này cũng có nhưng mà thôi, nó ở trên đỉnh này. Ui trời ơi. Như vậy ổ xịn 3 thì có cầu chì nhá. Được phép rồi. Như vậy là có cầu chì. Cầu chì nó bên này. Rất chắc luôn. Sắt này. Sắt chắc luôn. Bây giờ sẽ tung ra cho mình xem ổ đi ba xịn nó như thế nào. Con này mình nghĩ là nó sẽ giống con kia. Đây, thằng này thì nó in một chiếc logo trên này thôi, chứ không in ngang này. Bên hông mà sau thì không có thông số gì. In càng nhiều nó càng nguy hiểm. Bằng sắt này. Xịn thôi rồi. Thì như mình chưa bao giờ ít khi mình gặp nhà dân dùng ổ đi ba sắt này, trừ các công ty lớn và thôi. Đây. Ui. Con này nó xịn đến nỗi mà cái mặt đấy cũng sắt luôn này. Bằng sắt luôn rồi ạ, phun sắt. Sắt, 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 sắt. Cái thằng kia như nó còn được, này bằng sắt luôn. Vậy đã. Dây ở trong thì nó dùng cái dây cầu nối bằng dây nhá mọi người, chứ nó không dùng cái thanh đồng. Những thằng kia nó dùng thanh đồng, thằng này nó dùng dây 2 chấm chào, dây rất cứng nhá. Dây rất cứng mà nó làm rất đẹp luôn này. Cái mối hàn nó rất là to này. Mọi người thấy không? Cái mối hàn nó to. Mối hàn to. Và dây to luôn. Dây rất là to. Cầu chì này. Dây vào thì cái dây này nó cũng rất là mềm, rất là mềm. Đây, cái mối hàn của nó nhìn rất là xịn. Nó làm những cái mối hàn cực kỳ to. Thì con ổ này bao tải luôn. 1 2 3. Một ổ thì xịn, cắm nó mới thích này. Siêu xịn luôn. Đó. Công nhận mình thích thật. Đây, chỉ là chỗ nào đây. Và nó dùng không dùng cái đồng đơn nhá, mà nó dùng cái dây cầu dây to. Thì đây, dây điện vào đây. Vào một chân vào đây. Xong chân này lại nối sang đây, chân này lại nối sang đây, chân này nối sang đây. Và cái mối của nó nhìn to dã man, to và đội. Con này sửa thì mình cũng chưa sửa. Con này nó không hỏng mà sửa rồi ạ. Sửa thì theo mình chắc là sẽ phải bay cái lỗ này. Ở đây. Ổ nếu lâu rồi đến những cái hạt này nó bị gì này, mọi người nhá. Thế ra con này nó phải có những cái ốc này này. Nhưng mà nó gì được. Mà những cái ổ này thì nó cũng hỏng đâu. Bằng sắt như này thì hỏng thế nào đâu. Nhưng mà để bằng nhựa sao? Nhưng mà trong mình bằng sắt này. Hay nó sơn đến mình cũng mất. Cái là sắt thì bị nhựa nhưng mà tôi thấy rất xịn luôn. Rồi, đáp vào. Đấy, đây gọi là ổ ni-ma xịn này. Chơi được rồi. Không có gì để chơi nữa luôn. Quá xịn. Đó. Rồi, mình sẽ xem cái đầu cắm của nó nhá. Cái đầu cắm của nó thì nhìn rất là bình thường thôi. Nhưng mà cái mặt của nó. Con này phải tầm chắc 2 cân, cần rất là nặng và chắc đầm. Cầm như cầm súng ấy, rất chắc. Đấy, dây của nó cắm nó chỉ thế này thôi. Con này không biết có phải nối dây không nhưng mà có không dây đoạn này, chuột cắn hay sao ấy, đứt gì đấy. Nhưng mà của nó rất xịn và nó có hai cái tai này để bắt. Những chỗ này thì nó cũng có tai bắt mọi người, ổ đều này, nó cũng có tai bắt. Nó có cái nhựa này trong này để bắt này. Rồi, sang ổ cuối cùng. Thằng này mình đánh giá là xịn nhất. Tại vì sao? Tại vì nó nặng nhất đây, nó có cái tem gì đây. Thế nó phải tem không, thì có tem của Asus anh ạ. Ủa giống trong là dán vào thôi nhưng mà thằng này cũng full sắt nhá. Full sắt luôn. Đấy đây, cái đầu cầu chì của nó này, cầu chì ấn này. Cũng bị tự cũng có. Thằng này cũng 6 lỗ. Cũng như thằng này nhưng mà thằng này nó dài hơn nhá. Mang tính là cùng 6 lỗ như nhau nhưng mà thằng này nó dài hơn. Và cái phối của nó cũng khác nhá. Thằng này cái cầu chì nó bên này. Thằng này cầu chì nó chỉ ít. Thằng này nó dài hơn đấy, không biết tại sao. Và ổ lưu hoa không? Không thì có logo ổ lưu hoa mọi người ạ. Hay ổ này không phải ổ lưu hoa ta. Ổ này mình không biết phải ổ lưu hoa không ạ. Chả biết. Thì tháo ra nhá. Tại vì thằng này tại sao lưu hoa nó dán cái tem ở đây. Thằng nó dán cái tem ở đây nhỉ. Thôi mình buông ra nhá. Mình cho lưu hoa đi. Không thấy chữ lưu hoa. Có tem Asus. Đây à. Rồi, bông ổ này, cũng như ổ này, chưa bông bao giờ sao? Không có hỏng đâu. Ổ thì nó siêu bền luôn, không có gì bị hỏng cả. Ăn sắt thì cũng hỏng. Nha, cứ
không phải là cứ ôi mình cũng để xem bên trong có chỗ đi qua không biết ngồi ở trong không phải nhái rồi nhái phải đi đốt cái xác để làm nhái rồi chỗ này bị gì rồi một góc bị gì nếu không có tháo nhưng mà đã tắt lên đâu đây là chung cuối của quà này mình chặt thế à không phải con này là cũng không muốn kia ủa vãi đạn ủa này nó còn vãi đạn hơn đấy ổ này thì nó có một cái thanh ở giữa này mình không rõ là thanh gì nhưng mà nó có một thanh sắt ở giữa dây thì cũng rất to thằng này dây của nó còn to hơn cái mối của nó dây là dây vàng mà nó cũng rất là dây là 3 chấm ấy dây là 3 chấm đây dây nguồn vào đây thì thằng này nó lại nối nó không nối từ đầu đâu mà nối ở nó đi ra đây xong nó câu dây ra này đó mà từ đằng này thì công tắc nó sẽ dây to vãi đạn luôn mẹ ơi dây to vãi bởi 3 chấm dây con này chỉ hơn và cái thanh ở giữa này nó không cái thanh nối ở giữa không phải đồng của mình chả biết thanh gì thanh sắt đây một cái 500 để thử đây mình có cái 500 đây đó, thử xem cái này là sắt đây là đấy nhá cái ngoài này sắt này cái trong này không phải sắt rồi sắt nó hút được sắt cái mắt ổ này thì nó phức tạp kinh ngợp dây thì rất to nhìn nó rất là hoàng nhỉ còn dây mà nối ra cầu trí thì nó dùng dây nhỏ còn dây mà cầu nối các chân với nhau thì nó dùng dây rất to phải tầm cỡ 3 chấm ấy ổ này thì mắc xịn rồi nhưng mà mình đoán chắc là nó đi qua thôi nhỉ đấy à đây đúng rồi đi qua này mọi người nhìn cái mũi tên này này cái mũi tên này đây, chính là cái này thường nhiên nó dán mẹ cái assert lên che mất cái này tự tự cắt đi xem mọi người bảo không phải đủ đi qua thì là video nó thành trò cười này lắm nào mình vừa sấy vài chút keo để bóc cái chỗ này ra thường nhiên nó dán cái assert vào đây là cái gì không biết ra đấy nhá lại cho em đi qua xịn luôn này đi qua xịn đấy ổ đi qua xịn nhá đó thường nhiên nó dán cái logo assert nhưng mà chính vì thế nó lại giữ được cái chữ đi qua rất đẹp đấy đây là có thể nói rằng đây là ổ trùm cuối của đi qua rồi anh em mối nối to như ngón tay mình biết là chất lượng như nào rồi như vậy thì ngày hôm nay mình chia sẻ mọi người về hệ thống ổ của Liwa từ cái ổ đều rất đều đến ổ bình thường và những cái ổ cấp cao ổ xịn như này này chắc cũng ít anh em được gặp ổ này đó một chút chia sẻ của mình về ổ điện của Liwa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip còn nếu thấy video hay và ý nghĩa còn nhớ like sau đó của kênh và chờ đón các video tiếp theo của kênh xin chào các bạn.